Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Dạo gần đây thì mình nhận được rất rất nhiều những câu hỏi, đương nhiên là liên quan đến iPhone, cực kỳ nhiều, thậm chí là các bạn có gửi mail cho mình, này gửi vào inbox cho mình nhiều đến cái mức mà mình không thể nào mình trả lời lại được hết. Do đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một trong những cái vấn đề mà mình nhận thấy có rất nhiều người quan tâm. Và đó chính là cái gì? Đó chính là những cái lầm tưởng của mọi người liên quan đến việc sạc pin iPhone. Hay nói cách khác, mình sẽ chia sẻ thêm một chút nữa về những cái cách mà mình hay sạc iPhone hàng ngày, những cái cách để làm sao cho những thiết bị iPhone của chúng ta nó không bị chai pin, nó không bị này nọ các kiểu. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đầu tiên mình sẽ nói một chút về những cái lầm tưởng sử dụng pin iPhone hay sạc pin iPhone mà mình thấy là mọi người nên biết và rất cần phải biết. Cái điểm đầu tiên ấy, có rất nhiều bạn có hỏi mình là làm thế nào để sạc pin iPhone đúng cách, làm thế nào để cho pin iPhone nó không bị chai. Thì mình sẽ trả lời chung luôn, đó là dù các bạn có làm cách nào, dù các bạn có sạc kiểu gì thì 100% là thiết bị iPhone của các bạn rồi sẽ bị chai pin. Không chỉ riêng iPhone mà bất cứ smartphone nào hiện nay đang có cũng đều như vậy cả. Ví dụ nhá, một chiếc xe máy có một cái bình xăng nó khoảng 1.000 lít đi, nghe cho là máu lửa. Thì các bạn có bốc đầu này, các bạn có phá xe, các bạn có bốc đít, các bạn có làm bất cứ cái gì, thì dù cái xe nó có nát tanh bành ra nữa thì cái dung tích bình xăng nó vẫn giữ nguyên như vậy. 1.000 lít thì vẫn là 1.000 lít. Mà có cái xe là 1.000 lít xăng không? Nhưng đối với những cái thiết bị smartphone thì điều này không đúng. Khi mà chúng ta mua về một cái dung lượng pin của nó có thể là 4.000 mAh, có thể là 3.000 mAh, thì sau một thời gian sử dụng, con số này nó sẽ bị tụt dần theo năm tháng, và chúng ta không có một cách nào để có thể ngăn cản được cái quá trình này diễn ra. Cái điểm thứ hai thì riêng cái thiết bị iPhone, Apple cũng có công bố rồi, sau khoảng từ 300 cho đến 500 chu kỳ sạc thì cái thiết bị pin của chúng ta nó sẽ còn khoảng 80%, hay nói cách khác là nó sẽ bị chai đi khoảng 20%. Và cái chu kỳ sạc ở đây thì mọi người lưu ý cho mình, nó là cái gì? Nó là một lần sạc pin tính từ 0% lên đến 100%. Có nghĩa là khi các bạn dùng máy còn khoảng 50% pin mà chúng ta đem đi sạc lên 100% thì nó mới là 1/2 chu kỳ sạc thôi. Và để biết được là cái chu kỳ sạc của máy chúng ta đã đạt được bao nhiêu, đã có bao nhiêu chu kỳ sạc, thì hiện nay đã có rất là nhiều phần mềm có thể tính toán được cái này. Như là Bluetooth này ở trên macOS thì mình hay sử dụng cái phần mềm này, mình quên mất tên rồi, mình sẽ hiện trên màn hình nghe cho mọi người xem. Thì nó sẽ hiển thị được chúng ta là cái pin của máy nó đã đi qua bao nhiêu cycle sạc. Thì cũng là một trong những cái điểm mà khi mọi người đi mua máy cũ ấy, thì cần thực sự lưu ý cái này cho mình. Và cái điểm lầm tưởng tiếp theo mà mình muốn chia sẻ thêm cho mọi người, đấy chính là có rất nhiều người hay có những cái thói quen xóa toàn bộ đa nhiệm để mà làm sao cho nó tiết kiệm pin hơn. Thì thật ra cái điều này nó không thực sự đúng. Smartphone ở thời điểm hiện tại nó rất là thông minh rồi. Do đó thì cái việc mà chúng ta giữ những cái ứng dụng chạy đa nhiệm nó không phải là một trong những cái tác vụ khiến cho máy chúng ta bị tốn pin, mà nó chính là để khi mà chúng ta gọi lại những cái ứng dụng đó thì nó nhanh chóng hơn và nó đỡ mất thời gian hơn. Và khi các bạn xóa hết quả đa nhiệm đi thì khi mà chúng ta mở lại những ứng dụng đó thì máy nó sẽ phải load lại này, CPU nó sẽ phải hoạt động lại. Thì đây chính là cái điểm mà khiến cho máy chúng ta bị hao pin hơn. Một trong những cái thói quen mà mình nhận thấy rất nhiều người xung quanh của mình đang gặp phải. Cứ mở một đống app, hoàn thành xong là lại clear hết tất cả đi. Sau khoảng một vài phút sau cần lại mở lại cái app đấy, như kiểu app Facebook của Messenger ấy. Cứ clear liên tục, xoay mở liên tục, clear liên tục, xoay mở liên tục. Nó rất là tốn pin cho máy. Đây là một cái điểm mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Và cái lầm tưởng thứ ba nữa mình thấy cũng khá là nhiều người đang gặp phải, đấy chính là cái thói quen mà tắt bỏ hoàn toàn những cái chuẩn kết nối đi để mà tiết kiệm pin. Và trong đó thì có cả một chuẩn kết nối là Bluetooth. Đối với thiết bị iPhone ấy, các bạn nào mà đã dùng iPhone, những thiết bị như là XS, XS Max hay là iPhone X mà các bạn sử dụng kèm những cái phụ kiện như là AirPods này, như là Apple Watch này, thì gần như là chúng ta phải để Bluetooth liên tục 100%. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây rằng rất nhiều bạn mình thấy có một cái lo lắng là khi các bạn sử dụng kèm Apple Watch này, khi các bạn sử dụng kèm AirPods này, các bạn bảo là để Bluetooth lúc nào cũng bật như thế thì nó sẽ khá là tốn pin. Nhưng thật ra mà nói thì không phải. Bluetooth 4.0 đã là một cái chuẩn Bluetooth tiết kiệm pin cực kỳ rồi. Và hiện nay thì những cái thiết bị iPhone mới nhất đều đang có sở hữu cái chuẩn là Bluetooth 5.0. Nó còn tiết kiệm pin hơn gấp 2,5 lần so với Bluetooth 4.0 nữa. Và
Và việc liên tục duy trì kết nối đó ở đây thì thực sự nó không tốn quá nhiều điện năng của chúng ta, gần như là không đáng kể. Nhưng sẽ có một cái điểm, đó chính là những cái chuẩn kết nối như là Wi-Fi, như là 4G thì nó lại thực sự khiến cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều pin khi mà các bạn tắt nó đi. Vì đơn giản là nó sẽ liên quan đến những cái ứng dụng đang chạy mạng, ứng dụng chạy ngầm như là Facebook này, như là Messenger, như là Gmail, như là rất nhiều ứng dụng khác. Do đó khi mà chúng ta đang sắp hết pin mà các bạn cần phải giữ pin để mà gọi điện, để mà liên lạc, thì tắt 4G, tắt Wi-Fi là hai cái kết nối mà cực kỳ hữu dụng khi mà chúng ta đang cần phải tiết kiệm pin một cách là tối đa. Tiếp tục là một câu hỏi nữa mà rất nhiều bạn còn thắc mắc với mình, đó là việc sạc pin qua đêm nó có ảnh hưởng đến điện thoại của chúng ta hay không? Đối với mình thì câu trả lời là không. Smartphone, nó có chữ smart ở trong đấy rồi, có nghĩa là những cái smartphone ở điểm hiện tại nó rất là thông minh, và khi mà đạt đến 100% pin thì đương nhiên nó sẽ ngắt sạc. Do đó cái việc sạc qua đêm mình nghĩ nó không hề ảnh hưởng gì đến thiết bị của chúng ta. Thậm chí là mình thấy đây là một trong những cái thói quen nó quá là ngày thường rồi. Trước khi đi ngủ cắm sạc điện thoại, sáng hôm sau đi làm 100% pin, rút ra sử dụng thoải mái. Chứ thật ra mà nói thì mình cũng chưa thấy ai kiểu sạc qua đêm xong hẹn giờ kiểu 3-4 giờ đêm dậy để rút cái sạc ra cho nó đỡ bị hại pin máy. Thì đây là một cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, là mọi người không cần phải lo lắng về vấn đề này. Ngoài ra mình còn thấy một số người có cái quan điểm là sạc pin chỉ nên sạc đến 80% pin thôi, không thì nó sẽ bị chai pin máy. Có nghĩa là lúc nào các bạn sạc các bạn cũng phải ke ke làm sao cho nó đủ 80% là rút sạc ra. Thì mình thấy nó cũng khá là ngớ ngẩn. Và đối với mình ý, thì mình không nghĩ là cái điều đấy nó có thể giúp cho pin của các bạn nó tốt hơn, nó lâu chai hơn. Hay nói khác, nó còn khiến chúng ta tốn rất nhiều thời gian và lúc nào cũng phải kiểu ke ke điện thoại như vậy. Thì chúng ta mua cái smartphone về chúng ta dùng nó chứ không thể để nó sử dụng chúng ta được. Và một trong những câu hỏi cũng đang rất là hot, cũng được rất nhiều bạn thắc mắc, đó chính là việc chúng ta sử dụng điện thoại trong lúc sạc thì nó có gây ảnh hưởng gì đến điện thoại hay không. Thật ra mà nói, nếu như mà các bạn sử dụng những cái sạc đúng chuẩn thì việc mà chúng ta vừa sạc vừa sử dụng nó không thực sự gây ảnh hưởng gì quá nhiều. Và có một số những cái bài báo nói về việc là vừa sạc điện thoại vừa sử dụng gây nổ máy, xong rồi gây cụt tay, xong rồi gây ra những cái tai nạn rất là thảm khốc. Thì mình nghĩ phải đến 90-95% những cái trường hợp đó là sử dụng những cái sạc cáp đều, sạc cáp không rõ nguồn gốc, thì nó mới có thể gây ra được những cái hậu quả khôn lường đến như vậy. Bởi vì bản thân những cái cục sạc, những cái dây cáp xịn thì đều đã được các nhà sản xuất tinh chỉnh và họ đều đã tính toán đến những cái trường hợp như là chúng ta vừa dùng vừa sạc rồi, chứ không thể nào mà cứ vừa dùng vừa sạc là sẽ có nguy cơ nổ máy, thì điều này gần như là không đúng. Nhưng sẽ có một cái điểm mà mình cần chú ý cho mọi người, đó là vừa sạc vừa sử dụng nó khác so với việc vừa sạc vừa chơi game, vừa 4G vừa vắt kiệt sức lực của cái máy. Và nhiệt độ là một trong những cái kẻ thù lớn nhất của pin điện thoại. Và nếu như các bạn vừa sạc này vừa chơi game trong một thời gian rất dài thì máy nó sẽ rất là nóng, và đây sẽ là một trong những cái tác nhân gây hại lớn nhất lên pin của máy và lên toàn bộ linh kiện bên trong. Thì đây cũng là một điều mà mình cần thực sự lưu ý đối với mọi người. Và cũng song song với cái việc sạc pin này, cũng song song với cái việc vừa sạc vừa sử dụng, thì sẽ có một điểm mà mình muốn nhấn mạnh, mình đã chia sẻ rất nhiều rồi và mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, là mọi người đừng bao giờ nên sử dụng những cái sạc cáp không rõ nguồn gốc xuất xứ, những cái sạc cáp giá rẻ, những cái sạc cáp fake. Bởi vì nó sẽ chính là một trong những nguyên nhân, một trong những cái quả bom nổ chậm khiến cho thiết bị chúng ta, thứ nhất nhẹ thì có thể hỏng hóc này, có thể hỏng màn hình, có thể hỏng nguồn, và nặng hơn có thể gây ra một số những hiện tượng kiểu cháy nổ chập chờn nữa kiểu. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta không bao giờ mong muốn xảy ra, và cá nhân mình cũng không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra. Và để chia sẻ thêm cho người một chút, thì cũng không phải tự nhiên mà rất nhiều những cái cửa hàng họ bán những thiết bị xách tay mà họ chỉ bán máy không, họ luôn luôn có một cái dòng đấy là không bảo hành kèm nguồn và màn hình. Vì đây là hai cái linh kiện rất là dễ hỏng trên smartphone, hai cái linh kiện có thể lăn ra hỏng chỉ vì chúng ta sử dụng những cái sạc cáp nó không rõ nguồn gốc xuất xứ, những cái sạc cáp nó có thể đưa những cái nguồn điện đi vào máy chúng ta nó rất là chập chờn. Và cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái thói quen sạc pin iPhone của mình. Thật ra mà nói thì cái thói quen sạc của mình nó rất là bình thường, và mình chưa bao giờ mình để ý đến phải làm sao sạc iPhone cho nó đúng cách. Đơn giản là khi mà chúng ta cứ dùng máy cho thoải mái đi, cần sạc cắm sạc đầy pin thì rút ra một cách rất là bình thường như vậy. Và theo những gì Apple công bố, nếu như chúng ta hoàn thành từ 300 cho đến 500 chu kỳ sạc thì ít nhất nó cũng phải là 1 năm rưỡi hay có thể thậm chí là 2 năm rồi. Thì đấy là một cái thời gian hoàn toàn bình thường, và ở thời điểm đó mà cái máy chúng ta bị chai thì nó cũng là chấp nhận được. Và đối với mình thì cái việc sử dụng một chiếc smartphone thì hãy cứ sử dụng nó thật là thoải mái, vì chúng ta mua một cái máy về để nó phục vụ chúng ta chứ không phải là để chúng ta phục vụ nó. Thì đây là một trong những cái mình muốn chia sẻ với mọi người rất là nhiều, là hãy cứ sử dụng điện thoại thật là thoải mái đi, hãy quẳng bớt gánh lo đi mà vui sống kiểu như vậy. Bởi vì chúng ta ngày nào cũng cái ke kiểu sạc pin như thế nào cho tốt, xong rồi sạc pin như thế nào để bảo vệ máy tốt nhất, rồi thế nọ thế chai, rồi thế này thế nọ, thì thứ nhất là nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, và thứ hai là nó khiến nó trải nghiệm sử dụng điện thoại chúng ta nó không còn thoải mái nữa. Thì đó sẽ là một trong những điều mà mình muốn chia sẻ trong video lần này.
Rồi, và đó là một cái video mà mình giải đáp cho mọi người những cái lầm tưởng mà rất nhiều người hay hiểu nhầm về việc sử dụng iPhone nói riêng và việc sử dụng smartphone nói chung. Cái điểm thứ hai là mình cũng đã nhấn mạnh cho mọi người những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà sạc vào smartphone, và một trong những điều lớn nhất mà mình muốn khuyên mọi người đó là hãy sử dụng những cáp sạc nó rõ nguồn gốc xuất xứ này, nó thật là xịn này, vì chúng ta không thể nào đặt cái tính mạng của chúng ta là thứ nhất và cái giá trị điện thoại chúng ta vào những cái cáp sạc có vài chục nghìn. Vậy mọi người có bất cứ câu hỏi nào khác liên quan đến iPhone, liên quan đến đồ Apple hay liên quan đến bất cứ thứ gì, có thể tiếp tục gửi cho mình qua inbox này hay thậm chí là gửi mail cũng được. Và nếu như những cái thắc mắc nào, những cái vấn đề nào mà mình thấy nhiều người quan tâm và nhiều bạn thắc mắc thì mình sẽ tiếp tục làm video giải đáp như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và chúc anh em sử dụng smartphone vui vẻ.